ăn kem không? Không. Đang làm nữa. Cho mấy que kem này nào ông. Bây giờ là ký ức làm gì mà có kem rồi. Kia ta đi đổi kem có đi ta đổi. Anh em mình ôn lại ngày xưa. Kỷ niệm. Một thời. Anh em có hiểu ra ăn kem nhá. Đây là ôn lại cái thời kỷ niệm ngày xưa này. Cái kem nào nó ngon nhất đi ông ạ? 5.000. Có cả kem 5.000 à? Ừ, 5.000 hàng. Vâng, cái kem nào ngon nhất ông mang đây cho cháu. 5.000. Đâu, kem ngon nhất đâu? Mấy cái nhá. Hả? Mấy cái. Kem đấy là kem gì đấy ông? 5.000. Ngon. Ờ thế ông lấy cho cháu Thủy ăn không? Thì hai anh em mỗi người cái đi. Em lau tay đi. Hai cái à? Vâng. Đây cháu bẩn, để yên để cho em phải em lau tay. Thì ơi lấy tiền gửi ông đi, trong cốp đây. Hai cái. Vâng, hai anh em thôi, ôn lại cái kỷ niệm ngày xưa, em phải cầm kem vào đi. Kem vâng, cháu xin với ngày xưa. Đó, đây quả. Ông cũng ở đây cũng đổi các kiểu à? Không, hôm nào mang quà đi đổi, còn không mang quà đây không đổi. Vâng. Này không ông thử bóp cho xem nào. Đây. Kem sữa Phủ Lý. Thôi đi vào anh em mình ạ. Ờ thì em mang trong tủ lạnh để trong bếp ấy. Chó to lắm. Chó to lắm à? Vâng. Đi vào.